Lịch sử hình thành của Sài Gòn REX là một quá trình được định hướng và liên tục phát triển bền vững hơn 30 năm. Từ một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1983 và là đơn vị kinh doanh bất động sản đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tận tâm của vị lãnh đạo cao nhất công ty, cùng sự gắn bó, nỗ lực cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên, Sài Gòn REX đã ghi một trang lịch sử hình thành và từng bước phát triển bền vững. Cho đến nay, sau 35 năm hình thành, Sài Gòn REX phát triển vững mạnh với 10 công ty thành viên trực thuộc, với đội ngũ cán bộ quản lý trẻ và năng động, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đầu tư kinh doanh, bất động sản, tư vấn thiết kế, xây dựng, du lịch tài chính, sản xuất vật liệu xây dựng, đã tạo nên thương hiệu Sài Gòn REX Group vững mạnh ngày hôm nay. Trong suốt quá trình phát triển, các công trình, cụm công trình do Sài Gòn REX đầu tư đã mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực. Đến nay, các công trình này vẫn gắn với thương hiệu Sài Gòn REX trên khắp cả nước, như chung cư 234 Phạm Văn Trị, quận Bình Thạnh là chung cư dành cho các đối tượng giải tỏa kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, chung cư cao tầng có thang máy đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, khu nhà ở thương mại chợ Bà Diễu, quận Bình Thạnh, khu dân cư 360 nơi Trang Long, quận Bình Thạnh, trung tâm thương mại dịch vụ thành phố Cà Mau, chợ và khu phố chợ An Cựu, tỉnh Thừa Thiên Huế, chung cư An Lạc, quận Bình Tân, cao ốc Sài Gòn REX Tower, thành phố Vũng Tàu, cao ốc An Bình, quận Tân Phú, cụm cao ốc Sài Gòn REX, quận Bình Thạnh. Sự vững mạnh của Sài Gòn REX được khẳng định qua hai cuộc khủng hoảng chung của ngành bất động sản trong cả nước. Đó là giai đoạn có nhiều đơn vị lâm vào tình thế khó khăn. Thế nhưng Sài Gòn REX vẫn đứng vững và phát triển trong suốt giai đoạn này. Vốn điều lệ từ lúc thành lập đến nay đã tăng gấp 150 lần lên đến 400 tỷ đồng và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Cổ tức hàng năm tăng cao và ấn tượng như năm 2016, cổ tức đạt 110% trên giá trị cổ phiếu. Với những thành quả đạt được cùng sự phát triển vững mạnh, Sài Gòn REX được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 2, huân chương lao động hạng 3, huy chương vàng, cờ thi đua và bằng khen của nhà nước chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Phạm Thu được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 2, huân chương lao động hạng 3 và chiến sĩ thi đua toàn quốc nhiều năm liền. Cạnh những thành tựu đã đạt được, Sài Gòn REX còn là điển hình doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, khi có cả sân tennis, phòng tập gym riêng phục vụ cán bộ công nhân viên sau giờ làm việc. Người lao động thực sự coi Sài Gòn REX là ngôi nhà thứ hai, và đây cũng là nét văn hóa đặc sắc của doanh nghiệp, góp phần tạo nên thương hiệu Sài Gòn REX phát triển bền vững. Thành tựu này giúp Sài Gòn REX trở thành doanh nghiệp thuộc top 10 APEC năm 2017. Sài Gòn REX Group năm 2016 đã có sự chuyển mình vượt bậc với nguồn vốn chủ sở hữu 478 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 1.079 tỷ. Đặc biệt, tỷ lệ chia cổ tức ở mức ấn tượng 110%. Sài Gòn REX tự hào là một trong những công ty có tỷ lệ chia cổ tức cao nhất cả nước. Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Sài Gòn REX Group tiếp tục khẳng định thương hiệu phát triển bền vững trên thị trường bất động sản Việt Nam, với nhịp độ tăng trưởng đều qua các năm. Với ưu thế về quỹ đất sạch tại các vị trí đắc địa và các chủ trương đầu tư đã được chấp thuận đầy tiềm năng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, làm tiền đề vững chắc cho Sài Gòn REX tiếp tục phát triển và đón nhận những cơ hội đầu tư mới tại hàng chục dự án có quy mô hàng ngàn tỷ đồng, hứa hẹn đem lại doanh thu, lợi nhuận lý tưởng và tỷ lệ chia cổ tức đạt mức 25-30% cho chặng đường những năm tiếp theo. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2015, Sài Gòn REX chính thức niêm yết lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sàn Upcom, với giá 14.000 đồng trên cổ phiếu. Đặc biệt, trong năm 2017, giá cổ phiếu Sài Gòn REX đạt mức 75.000 đồng một cổ phiếu, tăng 535% so với giá trị ban đầu. Sau khi chia cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 1:1, giá cổ phiếu Sài Gòn REX luôn giữ mức ổn định và tăng trưởng quanh mốc 32.000 đồng một cổ phiếu. Với triển vọng khởi sắc của nền kinh tế và kế hoạch triển khai các dự án mới, thì cổ phiếu Sài Gòn REX sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Với đội ngũ 150 cán bộ quản lý trẻ, năng động, yêu nghề và lực lượng kỹ sư, kiến trúc sư trong toàn group,
từ thiết kế, quản lý dự án, tổ chức thi công, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, quản lý bất động sản, v.v. đủ sức mạnh để tạo ra các sản phẩm bất động sản có chất lượng cao, kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp vượt trội cho khách hàng, đồng thời mang lại nhiều cơ hội đầu tư sinh lợi cho các nhà đầu tư. Thương hiệu Sài Gòn Press Group sẽ tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững qua các dự án đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện như sau. Dự án nhà ở xã hội thương mại An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2017 với quy mô 1 lốc 16 tầng, gồm 308 căn hộ, tích hợp đầy đủ các tiện ích, khu thương mại, nhà trẻ, công viên, mang đến cho người dân một không gian sống chất lượng nhất. Dự án đang được cấp rút thi công và sẽ bàn giao căn hộ vào quý 1 năm 2019, tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng. Dự án An Phú 1, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chung cư An Phú 1 tọa lạc tại vị trí vàng bên sông Sài Gòn, hội tụ tất cả các yếu tố về một nơi an cư lý tưởng. Chủ đầu tư uy tín, căn hộ chất lượng, vị trí đắc địa, xanh mát, kèm theo tiện ích đồng bộ. Dự án chung cư An Phú 1 gồm một lốc căn hộ cao 19 tầng với 306 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2020 và tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng. Dự án An Phú 2, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong khu vực cụm dự án của Sài Gòn Press như khu phức hợp Sài Gòn Press Riverside, chung cư An Phú 1 tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, chung cư An Phú 2 được thừa hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành từ sông Sài Gòn, nhiều mảng xanh của toàn bộ cụm dự án và những khoảng không gian mở với hướng nhìn trải rộng, một điều không dễ có ở nơi rất dẫn người đông như Sài Gòn. Dự án chung cư An Phú 2 gồm một block căn hộ cao 18 tầng với 330 căn hộ, tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Khu phức hợp Sài Gòn Riverside, thành phố Hồ Chí Minh. Khu phức hợp Sài Gòn Riverside có diện tích gần 7 ha, trải dài ven sông Sài Gòn và được đầu tư 4.750 tỷ đồng với 7 khối nhà chung cư cao 25 tầng và một khối thương mại dịch vụ cao 7 tầng, bao gồm khu căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại, khu giải trí cao cấp, một cụm trường học tiêu chuẩn quốc tế, các loại hình dịch vụ du thuyền trên sông và thể thao dưới nước, mang lại một cuộc sống tiện nghi đẳng cấp cho cư dân. Tổng vốn đầu tư dự kiến 4.750 tỷ đồng. Sài Gòn Red Corner Tower Vũng Tàu được quy hoạch xây dựng trên diện tích 8.816 m², nằm trong quần thể khu trung tâm hội nghị quốc tế, dịch vụ thương mại và khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố Vũng Tàu với quy mô 38 tầng, gồm 1.143 căn hộ, 115 phòng khách sạn đạt chuẩn 4 sao và 10.000 m² sàn thương mại dịch vụ, lợi nhuận dự kiến 350 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Dự án khu dân cư Sài Gòn Red Nhân Trạch Đồng Nai. Dự án có tổng diện tích gần 8 ha, vị trí đắc địa trong quần thể khu trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng với 162 căn nhà phố, 58 biệt thự vườn và 3 khối cao tầng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Dự án Văn Lâm Bình Thuận. Tổng diện tích dự án 57,5 ha, trong đó khu du lịch sinh thái 22 ha, thiết kế khu thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, đồi và hồ cảnh quan, khu bungalow, khách sạn và khu tắm bùn, nhà ở sinh thái vườn 26 ha, thiết kế khoảng 100 biệt thự có khuôn viên từ 2.000 m² đến 3.000 m² và khu nhà máy và mỏ nước khoáng 2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng. Cụm chung cư lô chữ khu Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích gần 15 ha với 7.300 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ. Với nền tảng của 35 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn Red Group ngày nay đã có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, năng lực tài chính, quỹ đất sạch và bộ máy quản lý hoàn chỉnh cùng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ tạo nên thương hiệu Sài Gòn Red Group phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Hơn nữa, Sài Gòn Red Group sẽ mãi là ngôi nhà của bạn, ngôi nhà của sự gắn kết giữa Sài Gòn Press với cán bộ công nhân viên, cổ đông, khách hàng và các nhà đầu tư để cùng chia sẻ lợi nhuận và cùng đón nhận những cơ hội đầu tư mới. Cố gắng hoàn thiện bản thân.